Hello, xin chào cả nhà. Tôi xin chúc cả nhà gặp nhiều may mắn, vui khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Xin mời cả nhà cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ nằm trên 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha cả nhà. Chanh này rẻ dữ lắm ha cả nhà. Có 30.000 một bịch 10 kg đó ha cả nhà. Còn cả nhà mua lẻ thì 5.000 một ký, còn mua một bịch 10 kg thì có 30.000 à. Mấy hôm nay xem ở trên mạng thấy chanh là dưới miền Tây á, họ mang ra xong họ đổ luôn, không có người mua luôn. Những khu vực có xa đại lý người ta không có mua luôn, tiền 1 triệu nó không đủ, người ta đổ luôn ha cả nhà, không có người mua luôn. Dưa leo ở đây thì cũng rất là rẻ, có 6-7.000 một ký à. Có chỗ thì bán 8.000 một ký thì theo loại cả nhà. Nhưng mà cả nhà mình mua nguyên một bịch á thì nhiều khi có bịch 40.000, bịch 10 ký hoặc là 50.000 bịch, có bịch 60.000 thì theo loại cả nhà, rất rẻ luôn, rẻ hơn so với chợ lẻ rất là nhiều. Bầu bí các loại thì cũng chỉ từ 7.000 đến 8.000 một ký, rất là nhiều loại củ qua cũng gì ha cả nhà. Rất rẻ nên chợ này bán rẻ dữ lắm cả nhà. Cải trắng đổ cái đống lớn quá trời luôn này, có 6.000 một ký hay cả nhà. Cái nhà mua một bịch 10 ký thì khoảng 40.000 một bịch 10 ký. Cà rốt thì 9.000 một ký, mua một bịch 10 ký khoảng 70.000 hết cả nhà. Ớt sừng 20.000 một ký, ớt chỉ thiên 25.000 một ký, ớt kiểm 30-35.000 một ký thì sẽ loại hết cả nhà. Củ tỏi 40.000 một ký, xả 10.000 một bó một ký, củ hành tây 15.000 một ký. Củ gừng 50.000 một ký, củ hành tím 45.000 một ký, khoai lang Nhật từ 20-25-30.000 một ký, khoai sọ 20.000 một ký, khoai mì 13.000 một ký. Ớt chuông Đà Lạt 20.000 một ký. Đây là khu vực mà chuyên bán sỉ rau củ quả cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ từ 4 giờ sáng tới 1 giờ trưa hay cả nhà. Thì ở đây á, cả nhà mình mua 1 ký cũng được tính giá sỉ, nhưng mà 1 ký thì giá sẽ cao hơn nha cả nhà. Còn cả nhà mua 10 ký á, một loại 10 ký thì giá nó sẽ rẻ hơn từ 20-30% nha cả nhà. Cho nên là nhiều khi cả nhà thấy giá này cả nhà kêu mắc, chứ không phải nó không mắc cả nhà. Nó rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều. Và cả nhà nếu mà mua về bán, cả nhà mua số lượng nhiều á, thì họ cả nhà mình sẽ được tương được giá, được họ trả giá được hay cả nhà. Cả nhà mình mà những ai mà buôn bán lớn á, thì cả nhà mình mua trong sạp ban đêm á, thì chợ và họp chợ vào lúc từ 19 giờ tới 5 giờ sáng nha cả nhà. Ở cả nhà mua thì đó một bịch 10 ký mỗi loại á, thì nó sẽ rẻ hơn từ 20-30% so với ở đây nha cả nhà. Về phần mà giới thiệu về địa chỉ là giờ giấc hoạt động của chợ thì Phương thường hay nhắc lại, tại vì có nhiều vị khán giả mới xem kênh của Phương, họ không có hiểu, họ hay hỏi những vấn đề giờ giấc với địa chỉ á, cho nên Phương thường nhắc lại trong các video á, thì cả nhà mình xem kênh của Phương lâu rồi thì nhà mình thông cảm cho Phương nha. Cả nhà mình cho Phương xin một nút like video để ủng hộ Phương đi cả nhà. Đây cả nhà mình bấm nút chia sẻ video của Phương lên mạng xã hội để ủng hộ Phương, để video của Phương được YouTube đề xuất lên xu hướng á, để Phương có động lực Phương làm á. Tại vì kênh của Phương làm lâu rồi nhưng mà không có được YouTube đề xuất lên xu hướng lên, cho nên video của Phương đăng lên á rất ít người nhìn thấy video của Phương, họ không nhìn thấy nên họ không có xem được ha cả nhà. Cho nên là Phương đi làm video Phương toàn bị lỗ thôi, thì một video mà đăng lên á Phương có 1.000 lượt xem hoặc 2.000 lượt xem, mà 1.000 lượt xem thì có 10.000 đồng, 2.000 lượt xem thì có 20.000 đồng, mà vừa được chai nước với lại tiền gửi xe, còn tiền xăng mà Phương cũng có luôn á, tiền công biên tập video rồi rất là vất vả, mà đăng lên như vậy càng làm càng lỗ lên. Nhiều khi Phương muốn đi quay thường xuyên mỗi ngày á, nhưng mà thấy càng quay càng lỗ Phương cũng nản nha cả nhà. Nên cả nhà và cố gắng ủng hộ Phương để Phương có động lực Phương đi tiếp hay cả nhà. Ở đây họ bán 7.000 ký, 10.000 ký, hành lá 15.000 một ký. Mà ngộ ha, chanh thì có 5.000 ký mà tắt tới 7.000 tới 10.000 ký ha cả nhà. Tắt thì có giá hơn mà chanh. Chanh thì lại quá rẻ luôn. Khoai tây 17.000 ký, khoai sò 20.000 một ký. Ớt hiểm 30.000 ký, ớt chuột thiên 30.000 ký, ớt sần 25.000 ký.
các hiệu bông xanh 30 tới 35 ngàn một ký, bông thiên lý thì từ 5 tới 60 ngàn một ký. Trà pháo 13 ngàn ký, trà chua 20 ngàn một ký, trà chua hôm nay lên giá rồi ha cả nhà. Mấy bữa có 4-5 ngàn ký, 5-6 ngàn ký, hôm nay 20 ngàn ký lại ngon nhất ha cả nhà. Cải thề 15.000 ký, cải ngọt 10.000 ký, cải xanh 15.000 ký, mùng tơi 10.000 ký, lá tía tô 10.000 bó nửa ký. Ở đây dưới này tắc từ 10 tới 13.000 ký luôn nè. Trà pháo 10.000 ký, bắp cải Đà Lạt từ 10 tới 12 13.000 ký thì sẽ loại hai cái nha. Có loại 15.000 luôn. 10.000 là cũng ngon dữ lắm rồi ha cả nhà. Thúng cây 10.000 bó nửa ký, thú quế 10.000 bó nửa ký, rau dấp cá 10.000 bó nửa ký luôn ha cả nhà. Phương thường hay dùng từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Để Phương giải thích ha, thì chợ đầu trong Sài Gòn thì có ba cái chợ đầu mối, một là chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và chợ đầu mối Hóc Môn. Thì chợ đầu mối Bình Điền thì cũng rất là lớn, nhưng mà họ chuyên về hải sản rất là nhiều, hải sản và thịt cá rồi khô cái thứ ha cả nhà. Thì khu rau củ quả thì rất là nhỏ, họ có một khu thôi. Còn chợ đầu mối Thủ Đức thì họ tí toàn bộ là nông sản không. Còn chợ Hóc Môn thì họ chuyên bán về các loại thịt là nhiều hết cả nhà. Nông sản thì cũng có nhưng mà nó ít hơn, nó nhỏ hơn chợ đầu mối nông sản Thủ Đức rất là nhiều hết cả nhà. Thì nói về nông sản thì chợ đầu mối nông sản Thủ Đức là lớn nhất. Dưa leo ở đây họ bán 20.000 một bịch 10 kg luôn hay cả nhà. Nó có rất nhiều loại, có loại thì 30.000 bịch 10 kg, có loại 40.000 bịch 10 kg, có loại 50.000 một bịch 10 kg. Nhưng mà có loại rẻ nhất là 20.000 một bịch 10 kg ha cả nhà, rất là rẻ luôn. Nhưng mà cả nhà mua lẻ thì cũng phải 5.000 một kg tới 10.000 một kg ha cả nhà. Khoai tây 20.000 kg nè, củ dền này lên giá 20.000 kg luôn ha cả nhà. Mấy bữa có 10.000 thôi. Bầu 10.000 ký, đậu rồng 25.000 ký, đậu bắp 10.000 một ký, dưa leo 2 ký 15.000, đậu cô ve 12.000 một ký, bông cải trắng 20.000 một bông khoảng ký lô, còn bông cải xanh 15.000 một bông khoảng nửa ký ha cả nhà. Chanh ở đây 40.000 một bịch 10 kg là cái loại nhất, loại to ngon nhất ha cả nhà. Ớt chuông Đà Lạt chỗ này đang xả 10.000 ký luôn hết cả nhà, rất là rẻ luôn. Thì cái trái này nó chín quá rồi đó, họ có để ngày mai được, hôm nay họ phải xả cho nó hết cả nhà. Ở đây thì có bắp cải tím Đà Lạt luôn này, 15.000 ký. Bầu bí mướp các loại thì hôm nay lên giá, bầu 10.000 ký, bí xanh 10.000 ký, mướp 10.000 ký, cà tím 2 ký 15.000. Video của Phương đến đây cũng dài rồi,
Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành và theo dõi kênh Phương Vlog chính trong suốt thời gian qua. Cả nhà mình, những ai chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình vào một video tiếp theo nhé.